chào mừng các bạn đến với khám phá tới đây. Ôi chung chết anh luôn. Đây đi lên đây chút cho nó nhìn cho nó tòa nhà cho nó dễ không? Giờ không hình như không được vô sao á? À, tòa nhà Petronas, tháp đôi Petronas trong truyền thuyết. Thành phố Kuala Lumpur, khu vực KLCC, KLCC là viết tắt của Kuala Lumpur City Center. Đây là khu vực trung tâm thương mại, tài chính và kinh tế.